Xin chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Leco Audio, kênh chuyên về âm thanh bài thơ cổ, và trở lại với những cái món hàng đầu năm 2024 tôi giới thiệu với anh em để mình giao lưu và chơi trong cái dịp đầu năm. Toàn là những cái món hàng hiếm siêu phẩm này, có giá trị sưu tầm, nhiều khi 5-7 năm, vài ba năm mới gặp một lần. Hay nói vui là có tiền mua không được đó. Thì hôm nay là một cái cặp loa, mà hay nói vui là cặp loa jazz vàng quý hiếm như Rolls Royce tại Việt Nam. Cặp loa đến từ một thương hiệu của Anh Quốc nha. Thì cặp này anh em tôi cũng đã từng ghép một lần, nhưng mà chưa có thỏa mãn, mà hôm nay phải ghép tiếp với một cái đồng đi cốt để tất cả mọi người, tất cả anh em đam mê cùng nghe và đánh giá nha. Bây giờ tôi đưa máy gần cùng xem. Đây nè, cặp loa này có trứng tròn ha. Đây anh em, trứng tròn đẹp. Đây là cái màng zin của nó. Thì trước khi mà đi vào giới thiệu này, thì cũng có một người Khôi có đăng bài trên Facebook và trên Zalo, thì cũng có người hỏi là tại sao trên thị trường cũng có người bán màng nó khác. Thì đầu tiên là Khôi khẳng định của Khôi là zin cái đã nha, 100% zin 100%, tại vì cái này là mình mua trực tiếp, mình đấu hàng nên là từ chính tay mình về mình khui và mình kiểm tra so với trên web, trên cái hàng thì đây là đúng là zin ha. Nó bắt giấy nha, mà bắt giấy này là có cái sợi gì đó, kiểu như ngày xưa là nó làm bằng bột trai á nha. Đó, trộn cái sợi gì đó. Và cái này là gân vải chưa tẩm dầu nè, chưa tẩm dầu ha. Trên màng anh em nó có cái chữ này ha, gì đó, cái pin lần gì đó, được có số seri, số seri màng anh em, số seri màng ha. Cái râu nó cũng độc đáo luôn nè, cái râu đam nha, chứ không phải là râu như các dòng kia. Bây giờ tôi khoe đít cho anh em xem. Đây ha. Đấy. Đây là dát vàng đây nè. Dát vàng ha. Rồi lật luôn cho anh em cùng xem nè. Đấy. Cái dòng này nè, nó sẽ đi một theo cặp. Đi theo cặp nha. Thông số nó sẽ in trên trên cặp. Đây có dát này, 6019. Đấy ha. Cụ rất to. Cụ này là cụ Andico number ha. Trên cái sườn nó có chữ 15 ohm là đúng 15 ohm em, chứ không có ghi 16 ohm ha. Đấy, bên này có thông tin các thứ, bên đẹp lại nên mình xem. Đấy. Ở đây nè, cụ rất là nặng. Anh em để ý họ làm một cái lỗ ốc này nè. Đây là lỗ phụ trợ ha. Bên ngoài này là bắt này. Rất là tuyệt vời luôn. Đây, hồi cho anh em xem cái thông số ha. Đây nè, cầm lên luôn. Đây nè, Stenorian ha, Made in England. Đấy, ok chưa? Nó 15 ohm là 16 ohm, nhưng mà chính xác là 15 ohm. Cái chỗ này thì nó có một cái vết, cái màng này quay rõ luôn. Nhìn thực tế là nó không biết ha, nhưng mà ở đây là nó có một cái vết dập nên ở bên Tây, cái nên Tây nhé, Tây họ xử lý chứ không phải Việt Nam. Rồi, toàn bộ là tuyệt hảo luôn. Ở đây này, Z này, 6019 này, ok chưa? Đó. Nó sẽ trùng, cái thông số nó chỉ in một bên thôi. Nên lưu ý đó, một cặp loa nó là như vậy luôn. Nên nếu như mà mất một cái thì sẽ không tìm ra thông tin ha. Quá đỉnh, quá độc đáo. Anh em này, cái râu nó này, họ đan này. Thấy không? Đó. Độc đáo luôn. Tên này có chữ. Thì clip trước Khôi đã quay rồi nên hôm nay mới chỉ nói lại thôi cho những ai mà chưa xem nhé. Rồi, vì cái thằng này nó rất là hiếm anh em, nên là thật sự là những người đam mê á, ví dụ như cả đời mình chưa thấy chưa nghe, thì mình tìm hiểu, mình nghiên cứu nó anh em, vì nó có những cái mà gọi là những cái dòng loa không có trên thị trường. Đó, theo Khôi đánh giá là như vậy. Thì hôm nay Khôi sẽ test với acoustic trữ tình. Và đây cái bài hát của Bích Ngọc anh em, Vườn Xưa ha, Vườn Xưa. Thì anh em cùng nghe Vườn Xưa. Người đi vắng
về nơi bê bông. Ngoài hiên vắng giọt thơm cuối đông, trời chợt nắng vườn đây lá non, người lên tiếng hỏi người có không, người đi vắng về nơi bê bông. Đừng phai nhé một tấm lòng son, thuyền nào đã chờ mất thuyền quyền. Với những thuyền buồm lấp lấp ra sông, xin có lời mừng giữa chén rượu nồng. Những cuộc tình bão tố lênh đênh, xin có một lần uống chén muộn phiền. Nhà im đứng cửa cài đóng then, vườn mưa xuống hành lang tối tăm. Về thôi nhé cổng chào cuối sân, hờ hững thế loài hoa trắng bông. Với những thuyền buồm lấp lấp ra sông, xin có lời mừng giữa chén rượu nồng. Với những cuộc tình bão tố lênh đênh, xin có một lần uống chén muộn. Nhà im đứng cửa cài đóng then, vườn mưa xuống hành lang tối tăm. Về thôi nhé cổng chào cuối sân, hờ hững thế loài hoa trắng hồng. Chào chiếc lá nằm giữa vườn hoang, gửi đâu đó một chút tình riêng. Chào chiếc lá nằm giữa vườn hoang, gửi đâu đó một chút tình xin.
Rồi, rồi đến thử một cái bản acoustic nữa này, chắc chắn rồi. Nó sẽ đến acoustic, nhạc hòa tấu, nhạc tiếng Anh, nói chung là nhạc ra, nhạc country, những cái bản mà về tiết tấu này nha, lưu ý như vậy. Còn mà anh em muốn nghe nhạc vàng, ok lên thùng sẽ đánh được nhạc vàng nhé. Rồi dòng 15 ôm mic ngọt cũng như loa thì cổ là quá hiếm nha. Thì cặp loa này á dành cho những người thật sự yêu thích nó, thấy được cái giá trị đích thực của nó thì lúc đó rồi hãy chơi. Tôi khuyên thật như vậy là giá nó rất là mắc, thật sự là giá nó 2.000, gần 2.000 đô này, chứ không thể rẻ, trên 40 triệu. Nên là những ai mà thật sự đam mê, có điều kiện thì hãy chơi, dám chơi thì liên hệ với tôi cùng giao lưu nha. Riêng cặp này thì anh em nên tìm hiểu về cái cách chơi, cách ghép, rồi lên thùng thì Khôi sẵn sàng tư vấn cho anh em. Nếu mà mình đã có loa mà chưa ghép được thì Khôi cũng tư vấn nha. Còn chưa chơi Khôi cũng tư vấn, anh em cứ mình dạng alo, mình sẽ cùng giao lưu ha. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ kết thúc clip và rất hy vọng là anh em sẽ comment, góp ý, nhận xét về cái bản ghép ngày hôm nay nha. Rồi.